Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Trở lại với loạt bài làm về app bán hàng, thì clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo cho nó một cái file, và file này sẽ hỗ trợ cho chúng ta là get ra những sản phẩm mới nhất. Thì cái file này nó sẽ căn cứ theo sau, nó sẽ đi vào cái table của sản phẩm và nó sẽ chọn đến ID, nó sẽ lấy từ cái vị trí cuối cùng trở lên và nó sẽ lấy là 6 dòng. Rồi thì 6 dòng này mình sẽ cho nó giả định như là 6 sản phẩm mới nhất của chúng ta. Rồi nó sẽ lấy từ là vị trí số 21 và đến vị trí số 6. Và mình cũng đã thiết lập cho nó trả về cho chúng ta là dưới dạng JSON như thế này. Rồi mình cũng đã format lại cho các bạn xem. Thì ở đây các bạn lưu ý nhỏ là lúc đầu mình có viết sai cho nó từ khóa là mô tả sản phẩm, mà mình viết cho nó là mô tả số, thì các bạn sẽ sửa lại bên cái phần file này. Thì trong cái biến $list của mô tả sản phẩm ở dưới đây, các bạn sẽ sửa lại cho mình ở bên trong này là mô tả sản phẩm. Rồi các bạn sẽ lưu lại. Thì trước khi chúng ta đi vào phần việc là đổ những dữ liệu và đọc những dữ liệu từ JSON trở về này vào app cho chúng ta, thì mình sẽ custom lại cho cái giao diện của mình một chút. Bây giờ mình sẽ mở giao diện cho các bạn xem. Trong giao diện của chúng ta thì các bạn để ý, thì trong mỗi cái nó sẽ có chứa là một cái card view, và card view này nó sẽ chứa hình ảnh và hai cái text view cho tên và giá. Ở phía bên trên thì mình sẽ gắn cho nó một cái icon là cái từ new này. Rồi bây giờ trước khi chúng ta đi vào việc là thiết kế cho nó cái bản vẽ, thì các bạn sẽ tạo cho nó cái khu để hướng những giá trị này vào trước. Bây giờ các bạn sẽ trở lại bên cái phần Android của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo khuôn cho nó. Thì khuôn lúc đầu mình nói là mình sẽ tạo trong cái bucket của model. Bây giờ các bạn sẽ chọn chuột phải và nêu cho mình một cái class mới, đặt tên cái khuôn của chúng ta là sản phẩm đi. Các bạn chọn OK. Ở đây mình sẽ truyền vào những thuộc tính và mình sẽ nhận về cho cái khuôn của chúng ta. Rồi ở đây mình sẽ xem lại những thuộc tính mà mình sẽ nhận về, gồm có là ID, tên, giá, hình ảnh, mô tả và ID sản phẩm. Ở đây mình cũng tạo cái khuôn dựa trên những cái gì mình nhận về. Đầu tiên là kiểu in cho ID. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái biến string cho tên của sản phẩm. Tiếp theo là chúng ta sẽ có kiểu integer cho giá sản phẩm. Tiếp theo là dạng string cho hình ảnh sản phẩm. Rồi mô tả cũng là dạng string luôn. Và cuối cùng các bạn quan trọng nhất đó chính là cái ID. ID này mình sẽ đặt nó là ID sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó cái constructor để truyền vào các tham số phía trên. Các bạn chọn đến là constructor, truyền vào các thuộc tính. Các bạn chọn OK. Ở đây mình sẽ tạo thêm cho nó các phương thức get và set cho việc là lấy ra những dữ liệu hoặc là muốn set những dữ liệu cho cái khuôn của chúng ta. Các bạn chọn generate, chọn phương thức là getter và setter, truyền hết những thuộc tính ở phía trên vào. Rồi chọn OK. Như vậy là chúng ta đã có cái khuôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần việc là thiết kế cho bản vẽ. Và bây giờ trước khi chúng ta đi vào phần việc thiết kế cho bản vẽ, thì chúng ta sẽ xem cái dạng mà chúng ta sẽ đổ cái bản vẽ ra cho chúng ta là như thế nào. Thì lúc đầu chúng ta sử dụng cho cái bản vẽ của chúng ta là đổ ra dưới dạng là cái list view. Nhưng bây giờ mình không sử dụng list view nữa, mình sử dụng cho nó dưới dạng là một cái recycle view, thì cái bản vẽ nó sẽ khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần việc là thiết kế bản vẽ. Bản vẽ thì các bạn cũng đặt trong cái bucket của adapter. Các bạn cũng click vào chuột phải và tạo cho mình một cái Java class mới. Ở đây mình sẽ đặt tên cho bản vẽ mình là sản phẩm adapter. Rồi cho nó create lên. Ở đây mình sẽ extend cho nó một cái bản vẽ đặc trưng của Recycle View, đó chính là Recycle View Adapter.
Rồi ở trong đây mình sẽ truyền cho nó. Nếu như các bạn đã từng sử dụng Recycle View rồi thì ở đây các bạn sẽ truyền cho nó là, nó bắt buộc các bạn phải truyền cho nó là một cái View Holder, giống như cái List View. Cái List View thì mình làm cho nó dạng View Holder. Rồi đây mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Ở đây mình làm cho nó một cái Class View Holder để cho nó mục đích là việc gán dữ liệu nó nhanh hơn. Nhưng khi các bạn qua sử dụng với Recycle View thì các bạn bắt buộc phải khai báo cho nó cái View Holder này, chứ nó không phải là việc khai báo có hay không như là cái List View của chúng ta. Mà đối với Recycle View này các bạn phải bắt buộc sử dụng là View Holder. Rồi vì vậy đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho mình trước là một cái View Holder. Các bạn sẽ gọi là cho mình là Public Class, tạo cho nó cái tên class là Item Holder. Rồi nó cũng là hình thức của View Holder thôi, mình chỉ là khác cái chỗ đặt tên. Chúng ta cũng extend từ cái View Holder. Rồi ở đây nó có chở cho chúng ta tới thư viện là của View Holder AndroidSupport.v7.widget của Recycle View. Các bạn enter vào. Các bạn cũng mở cho mình cặp mặt nhọn. Và chúng ta sẽ có hai cái test view. Vậy mình sẽ gọi cho nó là khai báo cái vùng trước. Đầu tiên là một cái image view, hình sản phẩm. Và tiếp theo là cái test view. Đầu tiên là test view cho tên sản phẩm. Tiếp theo là cho giá sản phẩm. Bây giờ mình sẽ nhấn Alt Enter để cho nó create cái constructor này. Rồi, khi các bạn create xong nó sẽ create cho các bạn là một cái view là item view để cho các bạn ánh xạ cái view của chúng ta vào. Thì ở đây mình chưa tạo cho nó từng dòng cho cái recycle view. Vì vậy bây giờ mình sẽ tạo cho nó cái layout cho từng dòng. Bây giờ các bạn sẽ click vào bên thư mục của layout, các bạn chọn chuột phải. Các bạn sẽ new cho mình một layout resource file và mình sẽ vẽ cho từng dòng của recycle view. Bây giờ mình sẽ đặt tên cho nó là dòng của sản phẩm mới nhất đi. Rồi mình chọn ok. Thì các bạn đặt tên sao cho nó đừng nhầm nhẫn là được. Trong đây thì mình sẽ truyền vào cho nó thứ nhất là cái card view của mình. Đầu tiên thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là đưa vào thư viện của card view rồi. Bây giờ mình chỉ cần gọi lại cho việc sử dụng thôi. Các bạn cũng cho nó là max parent. Rồi max parent bề ngang và bề cao hết. Bây giờ mình sẽ cho cái card view của chúng ta là nó sẽ bo tròn bốn góc lại. Ở đây các bạn sẽ gọi cho mình cái thuộc tính là, rồi card corner radius. Ở đây mình muốn cho nó bao lại là cỡ 4 dB thôi. Rồi ở đây mình cũng cho nó cái ID đi. Biết đâu đáng nữa mình sử dụng là ID của card view này. Thì mình cứ nhắm chừng cho nó trước. Đặt tên cho nó là card view. Rồi trong card view này bây giờ chúng ta sẽ thiết kế như sau. Thì ở phía trên của chúng ta là sẽ có một cái hình ảnh icon cho cái từ khóa là new. Bây giờ mình sẽ đưa hình ảnh nó vào trước. Rồi ở đây mình cũng chuẩn bị cho các bạn một cái hình ảnh icon như thế này. Bây giờ chúng ta copy và đưa vào bên trong là cái thư mục của robot. Hình ảnh sẽ chứa trong đây hết. Và các bạn cũng để ý lại cái ký tự tên của các bạn nha, để không có bị trùng với là những ký tự đầu tiên, là ví dụ như là những ký tự đặc biệt, một con số hoặc là khoảng cách thì nó sẽ dẫn đến việc là báo lỗi hình ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế cho cái icon của mình nó sẽ nằm bên góc tay phải. Ở đây mình sẽ gọi lại cho nó một cái farm layout. Farm layout này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta như sau, là những thuộc tính nào mà nằm trong farm layout này thì nó sẽ nằm đè lên với nhau trên cùng một cái view. Rồi ở đây mình cũng thay báo cho nó chiều ngang là map parent, chiều cao mình cũng để cho nó là map parent. Rồi trong farm layout này mình sẽ chứa cho nó đầu tiên là một cái icon ở phía trên và ở dưới là những hình ảnh của image view và test view. Rồi đầu tiên mình sẽ gọi lại cho nó là image view. Thì chiều cao và chiều ngang thì mình sẽ cho nó là cỡ 40 dB thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó nằm bên góc bên tay phải. Các bạn sẽ gọi lại thuộc tính là layout graffiti. Ở đây mình muốn cho nó nằm trên là trước tiên là top
và nằm tay phải các bạn sẽ cho nó một cái đường gạch xuống. Rồi các bạn nhấn Control Bay thì nó sẽ gợi ý cho các bạn là thuộc tính thứ hai các bạn muốn truyền vào. Bên tay phải thì các bạn truyền vào cho nó là Right, mình gán thẳng vào cho nó là một cái hình ảnh luôn. Các bạn sẽ gọi lại thuộc tính là SRC, rồi truyền vào cái hình ảnh mà mình đã đưa vào trong app, đó chính là icon New Corner New. Bây giờ chúng ta đã có một cái icon. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm việc còn lại đối với hình ảnh và text view. Trong đây mình sẽ cho nó một cái line layout đi, để cho nó sắp xếp theo thứ tự của chúng ta. Chiều cao, chiều ngang cứ để cho nó là map plane, chiều cao các bạn cứ để cho mình là wrap content. Rồi các bạn sẽ xét hướng cho nó, ở đây nó sẽ nằm hướng dọc. Orientation truyền cho nó là vertical thì nó sẽ nằm dọc. Ở trong đây đầu tiên các bạn sẽ cho mình một cái image view. Image view này mình sẽ xét cho nó là cỡ 100 dB cho bề ngang và bề cao. Rồi mình cũng cho nó một cái ID luôn cho image view này, đặt cho nó là image view sản phẩm đi, và nó cho nó cách ra một chút là gọi đến layout margin, truyền cho nó là 5 dB. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái text view. Đầu tiên là text view cho tên sản phẩm, chiều cao chiều ngang cũng cho wrap content nha các bạn. Gán ID trước thì chúng ta sẽ quên. Text view tên sản phẩm. Rồi mình sẽ kéo xuống cho các bạn dễ nhìn hơn. Chúng ta cũng đóng bớt tab lại. Mình cũng cho nó một kích thước trước. Text size ở đây mình sẽ xét kích thước cho nó là cỡ 20 XP. Rồi các bạn muốn kỹ hơn thì cho nó cái text để cho các bạn dễ tranh. Mình cũng cho nó một cái màu đi, ở đây mình để cho nó là màu đen đi, như cái màn hình của mình. Và mình muốn là ví dụ như chữ dài thì nó sẽ cho nó nhầm giữa, thì các bạn sẽ gọi là graffiti, chọn cho nó là center. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có cái text view cho giá, cũng wrap content. Rồi mình sẽ kéo xuống. Text size thì các bạn cho nó là mở 17 XP, và cho nó một cái màu là màu đỏ. Cũng đặt ID cho text view này là text view giá sản phẩm, và cho cái chữ đó nếu dài thì nó sẽ nằm cân đối với nhau là nằm giữa. Các bạn gọi thuộc tính là graffiti, chọn center. Và bây giờ mình sẽ cho các thuộc tính hình ảnh và image view này nó sẽ nằm giữa màn hình cho chúng ta. Các bạn sẽ gọi lại line layout ở bên ngoài chứa hai thuộc tính ở phía trên trước là image view và hai cái text view, gọi cho nó là layout graffiti, chọn cho nó là center. Rồi như vậy là nó đã canh giữa dòng cho chúng ta. Và tiếp theo là mình sẽ cho các thuộc tính ở bên trong nó sẽ nằm giữa màn hình. Các bạn sẽ gọi lại thuộc tính là graffiti, chọn center. Rồi như vậy là nó đã nằm giữa cho chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ trở về bên cái bản vẽ của sản phẩm adapter này. Chúng ta sẽ đi vào việc là ánh xạ. Các bạn sẽ gọi lại cho mình image view bằng, ở đây các bạn sẽ gọi từ cái biến view của chúng ta ra, đó chính là item view này. Các bạn sẽ khai báo ID là file view by ID, chọn tới ID. Rồi ID của chúng ta là image view sản phẩm. Các bạn cũng cast về cho nó là dạng của image view. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái text view giá. Các bạn cũng chọn ID tới cho các thuộc tính này. Rồi cuối cùng là của tên sản phẩm. Các bạn cũng cast về cho nó. Như vậy là chúng ta đã có cái class của item holder được extend là kế thừa từ cái view holder. Bây giờ các bạn sẽ truyền vào bên trong đây. Bây giờ các bạn sẽ gọi lại cho mình là cái class đó. Rồi bây giờ mình sẽ xem cho nó là item holder
Rồi ở đây nó có gửi cho chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ nhấn Alt Enter để chúng ta implement vào các method. Rồi đây là các phương thức mà nó sẽ kêu các bạn ghi đề lại cho nó. Các bạn cũng nhấn OK. Thì đầu tiên trước khi các bạn muốn sử dụng bản vẽ thì các bạn cũng sẽ truyền vào cho mình những đối tượng mà chúng ta sẽ thực hiện cho cái bản vẽ này. Đó chính là content trước màn hình mà chúng ta muốn vẽ. Và thứ hai đó chính là một cái mảng. Mảng này nó sẽ đưa những giá trị vào để cho việc là vẽ lên các bạn vẽ cho chúng ta. Và những dữ liệu các bạn phải đưa vào là phải trùng với cái khuôn mà chúng ta sẽ đưa vào cho các bạn vẽ này. Đó là cái khuôn của sản phẩm. Rồi đặt cho nó là array sản phẩm. Các bạn cũng nhấn chuột phải, chọn generate constructor, tạo cho nó construct cho hai thuộc tính trên. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái function của onReactView. Thì trong function này giúp cho chúng ta khởi tạo lại cái view mà chúng ta đã thiết kế layout ở bên ngoài. Đầu tiên này các bạn sẽ tạo cho mình một cái view. Vì ở trên đây các bạn để ý là nó không có một tham số nào gọi từ cái biến view của chúng ta ra. Vậy chúng ta sẽ tự tạo cho nó là một cái biến view, đặt tên cho nó là V đi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi lại cho nó. Thì chúng ta muốn gọi được cái view thì các bạn cũng gọi từ phương thức là layout. Ở đây nó có hình thức khác một chút là các bạn chấm thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta là các bạn muốn lấy từ đâu. Thì nó có một cái hàm là from, truyền vào là context. Rồi context thì các bạn sẽ gọi từ cái view group của chúng ta ra. Các bạn sẽ gọi là parent.getContext. Rồi ra ngoài from các bạn chấm cho nó tiếp là inflat, truyền vào cho nó là cái layout của các bạn. Đây là layout mà chúng ta đã khởi tạo cho dòng của recycle view. Rồi truyền vào cho nó là dòng sản phẩm mới nhất. Thì virus các bạn không có, các bạn cứ để mặc định cho nó là null thôi. Và bây giờ chúng ta đã có cái biến view là cái màn hình này. Bây giờ chúng ta sẽ gán những thuộc tính chúng ta đã gán ánh xạ ở phía dưới trong cái class của item holder này vào cho cái view. Các bạn sẽ gọi lại cho mình là item holder, tạo cho nó một cái biến và khởi tạo cho nó, truyền vào cho mình là cái biến view. Rồi ở đây return null thì các bạn return lại cho mình là item của holder. Tiếp theo là các bạn để ý cho mình đến cái function của onByViewHolder. Thì function này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là việc set và get những cái thuộc tính gán lên cho cái layout của chúng ta. Ở trong đây thì mình sẽ lấy lại những dữ liệu trong mảng và mình sẽ gán lên cho nó theo một cái khuôn. Thì đầu tiên chúng ta phải khai báo cái khuôn trước. Rồi thì chúng ta mới gọi lại cái mảng. Thì mảng này nó sẽ lấy theo từng vị trí của trong thuộc tính của khuôn, ghép tới vị trí là position. Bây giờ chúng ta sẽ xét những vị trí này lên cho cái layout của chúng ta. Các bạn sẽ gọi lại cái holder chấm thì nó sẽ gọi ra cho chúng ta là những thuộc tính bên trong cái class của item holder này. Rồi test thuộc tính bên trong thì mình gồm có test view, image view. Đầu tiên mình sẽ test cho cái tên của sản phẩm của chúng ta trước. Chúng ta cũng gọi lại sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ ghép tới cái thuộc tính ở bên trong của nó là tên sản phẩm thôi. Tiếp theo ở đây các bạn để ý là giá của chúng ta. Rồi mình sẽ mở lại bên cái phần database của chúng ta trước. Thì giá của chúng ta trả ra cho chúng ta như thế này. Mình muốn custom lại cho nó một chút. Các bạn sẽ xem lại phần giao diện. Ở đây các bạn để ý là đối với ba chữ số thì nó sẽ cho một dấu chấm. Và ở phía dưới thì mình sẽ có chữ đồng, phía trên mình sẽ có chữ tự là giá cho nó. Dụng đến một hàm ở bên trong, đó là decimal format. Rồi tạo cho nó một cái biến. Các bạn sẽ khởi tạo cho nó. Ở trong đây các bạn sẽ truyền vào những đối tượng mà các bạn muốn chuyển về. Ở đây mình muốn chuyển cho nó dưới dạng là cứ ba con số thì nó chuyển về cho chúng ta là có một cái dấu chấm. Thì các bạn sẽ truyền vào cho nó phương thức như sau. Các bạn sẽ để cho nó là ba dấu thăng rồi phẩy. Rồi đây là phương thức để cho chúng ta chuyển về nếu như là có nhiều con số không. Bây giờ chúng ta sẽ format lại cho cái test view của giá sản phẩm. Các bạn sẽ gọi lại holder.testView của giá sản phẩm.setTest cho nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó một cái chữ là giá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại cái hàm là decimal format.
gọi lại cái miếng là decimal format chấm format cho nó. Ở đây các bạn sẽ truyền vào cho nó là thứ nhất là nó gợi ý cho chúng ta là object hoặc là một cái kiểu double, kiểu long vân vân. Rồi ở đây mình sẽ truyền vào cho nó là một cái chuỗi kiểu in. Ở đây mình sẽ truyền vào cho nó là một con số kiểu in. Các bạn sẽ gọi lại giá trị từ trong cái khuôn của chúng ta ra, get giá sản phẩm. Rồi ngoài ra các bạn cũng cộng thêm cho nó là chữ đồng đi, cho nó hiểu đây là tiền Việt. Bây giờ mình sẽ xét in review cho cái hình ảnh của chúng ta. Dùng thư viện cho nó là Picasso cho việc loát từ một đường dẫn về, truyền vào cho nó là cái biến contest.loát. Ở đây truyền vào giá trị, đó chính là đường dẫn cho chúng ta ghép từ cái dữ liệu sản phẩm về, chấm ghép hình ảnh sản phẩm. Ở đây mình cũng đặt cho nó là trước khi nó chưa loát thì nó sẽ gán cho chúng ta một cái hình trước là placeholder, gọi ra cho nó là một cái hình ảnh. Và khi nó bị báo lỗi là error thì nó cũng cho ra chúng ta một cái hình ảnh đi, để cho mình biết là hình ảnh nó đang bị lỗi. Và cuối cùng nếu như đã có hình ảnh rồi thì nó sẽ đổ vào trong cái in-review của chúng ta, gọi lại holder.in-review hình sản phẩm. Và cuối cùng là chúng ta đi đến function của getItemCount. Ở đây nó return ra không, và mình sẽ return ra tất cả toàn bộ giá trị bên trong mảng. Vì vậy mình sẽ gọi lại cho nó là array sản phẩm.size. Như vậy là trong clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế cho nó cái bản vẽ cho cái phần layout của sản phẩm mới nhất. Clip sau chúng ta sẽ đi vào phần còn lại là đọc và đổi dữ liệu lên cho cái bản vẽ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.